Có thể khẳng định dù có bê tha hơn nữa, Jack Grealish vẫn là idol của người Anh. Bởi lẽ chàng trai này mang đầy đủ những đặc trưng của một gã lông bông xứ sương mù điển hình. Đầu bù tóc rối, mồm toàn mùi hồng xiêm và sảnh ra là nghĩ đến chuyện tiệc tùng. Chẳng thế mà nhà văn nổi tiếng Julie Cooper thừa nhận bà bị mê hoặc bởi cậu Jack 100 cụ. Tôi yêu Man City và Jack Grealish giống như một nhân vật từ cuốn sách của tôi. Cooper chia sẻ. Grealish có phong cách khá vênh váo, tôi nghĩ bóng đá của cậu ấy rất hấp dẫn. Cooper đã dùng Grealish làm khuôn mẫu cho nhân vật Robert Campbell Black trong cuốn sách mới mang tên Nếu bạn muốn ghi bàn, bạn phải trở thành cầu thủ. Nhưng chỉ người dân Anh mới thích Grealish mà thôi. Còn những nhà chuyên môn như Gareth Southgate hay Pep Guardiola thì không. Tháng 6 năm nay, Southgate đã lên tiếng. Chúng tôi đã gửi lời nhắc nhở đến Jack Grealish về việc anh ta đã ăn mừng quá nhiều. Đội tuyển Anh cũng không nghĩ đến việc sẽ tung các cầu thủ Man City vào thi đấu trận gặp Manta. Chúng tôi đã trải qua kịch bản này 3 hoặc 4 lần trong vài năm qua khi các cầu thủ của chúng tôi ăn mừng phấn khích sau các trận đấu quan trọng. Đội tuyển Anh có rất nhiều cầu thủ tham gia tập luyện và chúng tôi có nhiều sự lựa chọn để phù hợp với chiến thuật. Có lẽ các cầu thủ Man City cần thêm thời gian để ổn định mọi thứ. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và họ đã được biết khi nào đội tuyển cần họ. Thời của tôi, chúng tôi cũng say rượu, nhưng điều khác biệt hiện tại là mọi người đều đăng tải mọi thứ lên mạng xã hội. Tôi sẽ không thích một vài đêm đi chơi của mình bị đăng công khai. Thế hệ của tôi sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Jack Grealish rõ ràng phải cân nhắc đến vấn đề này. Pep Guardiola không đi thẳng vào vấn đề như Southgate, nhưng ông lại mang về Jeremy Doku. Với nhiều người, hành động này còn nghiêm trọng gấp trăm lần những lời chỉ trích nói thẳng vào mặt Jack. Grealish 28 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, và anh phải tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Pep không ở đó để chờ Grealish tỉnh rượu, còn Grealish không giỏi đến mức buộc ông thầy khó tính phải coi mình là ngoại lệ. Cuộc đời và sự nghiệp của Jack đang trượt dài kể từ khi lên đỉnh vào cuối mùa trước. Đến đây, người ta mới giật mình nhận ra thiên đàng và địa ngục trong bóng đá quả thật rất gần nhau. Chỉ cần một lần buông thả, tự hài lòng với bản thân trong một khoảnh khắc, con người ta có thể mất hết. Kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ là như vậy. Có khi nếu Man City không giành quán bà vĩ đại và Jack Grealish không góp công quan trọng vào chiến tích đó, chàng trai này sẽ còn cố gắng đến tận bây giờ. Không giống như một đứa trẻ to xác, có tài nhưng ham chơi. Jack chỉ cố làm cho xong bài cho chọn KPI nộp cha mẹ, chứ không nghĩ nó có lợi cho bản thân. Tất cả những gì Grealish làm từ trước đến nay chỉ để có một cây cớ để rồi sau đó đi ăn mừng. Trong mắt giới truyền thông Anh, khi bước ra ngoài sân cỏ, Grealish là cầu thủ giải trí nhất kể từ sau David Beckham. Chính sự so sánh này có thể khiến anh hoang dã hơn. Bản thân Grealish từng kể câu chuyện về đồng đội Haaland. Erling là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy làm mọi thứ, phục hồi, tập thể dục, vận động 10 tiếng mỗi ngày, tắm nước đá, ăn kiêng. Tôi không bao giờ làm được như thế. Ở Etihad, Grealish và Haaland được biết là đôi bạn thân nhất. Sau một trận đấu, Erling chỉ vào tôi và nói: Này Jack, tối nay đừng ra ngoài tiệc tùng. Tôi bảo cậu ta im lặng và ngâm vào bồn tắm đầy đá của mình đi. Đó chính là sự khác biệt rõ nhất giữa một siêu tiền đạo vẫn còn giữ được phong độ đỉnh cao và một kẻ đã mài đũng quần cho mà ghế dự bị. Sau nhiều trận liên tục ngồi dự bị, Grealish đã được xếp đá chính trước RB Leipzig. Nhìn chung, trong những phút có mặt trên sân, Grealish đã chơi ổn. Nhưng nếu ổn ở một câu lạc bộ khác là ổn, thì tại Man City là không ổn. Ở vị trí phải gây đột biến, Grealish quá vô hại. Trong những phút có mặt trên sân, Grealish chỉ chạm bóng 36 lần, ít thứ hai chỉ sau Erling Haaland. Mà Haaland là tiền đạo cắm, cộng thêm phong cách quen thuộc là chớp cơ hội, nên việc chạm bóng ít là đương nhiên. Tất cả chỉ là Grealish đã đóng vai trò quá nhỏ cho cách vận hành, cụ thể là tấn công của Man City. Tiếp đó, với 36 lần chạm bóng, chỉ có một lần trong vòng cấm, hai lần ở rìa vòng cấm, Grealish không tung ra được bất cứ cú sút nào. Đi bóng thành công một lần, mất bóng hai lần. Anh có một đường truyền lập bập tạo điều kiện cho Haaland dứt điểm lên khán đài. Nếu như trong mùa trước, cách cầm bóng chậm mà chắc, hút hết hậu vệ đối phương lệch về bên trái theo hướng tấn công của Man City của Grealish là ổn, thì mùa này nó không ổn. Nó càng không ổn hơn nữa trong thế trận Man City bị dẫn tới 2 bàn chỉ sau 33 phút tại Etihad. Đây là trận đấu mà City không có nhiều động lực khi đã chính thức giành vé đi tiếp. Thế nhưng ngay cả trong một trận cầu thoải mái như vậy, Grealish còn không thể hiện được thì quá thất vọng. Và khoảnh khắc tiêu biểu cho hình ảnh của Grealish tại Man City là ở phút thứ 54. Chỉ vài giây sau khi Grealish rời sân để nhường chỗ cho Doku, Man City tìm được bàn gỡ 1-2. Doku không đóng góp gì cụ thể cho pha bóng lập công của Haaland. Nhưng việc anh hiện diện trên sân là City có bàn, chứ không phải là Grealish, khiến cho sự so sánh càng trở nên sâu sắc. Có Doku trên sân, tốc độ xuyên phá ở cánh trái tăng lên gấp đôi. Vẫn như thường lệ, lối đi bóng của Doku khác xa Grealish, nó có phần trực diện, mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
Phút thứ 87, chính từ pha phát động của Doku, bóng qua chân Foden trước khi được Alvarez dứt điểm hoàn hảo, hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2 cho City. Đến đây, nếu có ai vẫn còn hy vọng một điều gì đó cho Grealish, thì Pep Guardiola với những phát biểu sau trận đã dập tắt. Những gì diễn ra trong hiệp 1 chính xác là sự khắc nghiệt của Champions League. Leipzig là đội đã vượt qua vòng bảng 5 trên 6 mùa gần nhất. Chúng tôi đã phòng ngự quá tệ, lẽ ra phải thắng thế đôi, nhưng chúng tôi lại thua. Nhưng hiệp 2, chúng tôi đã phản ứng lại rất tốt. Cả đội đã chạy, chiến đấu đầy tinh thần. Chúng tôi thay đổi cách pressing. Rhys Lewis rất xuất sắc, Foden hiệu quả ở 1/3 cuối sân, đặc biệt là các khoảnh khắc quyết định. Và tôi nghĩ Doku đã thay đổi nhịp độ trận đấu. Giờ thì khi cả tập thể Man City vẫn tiến lên, chỉ có Grealish lùi lại. Anh có thể không cài số lùi, chỉ là những đồng đội đã chạy quá nhanh về phía trước. Trong ngành công nghiệp này, cứ đứng yên thì đã là tụt lại rồi. Nhìn Grealish và rất nhiều người sao trẻ chỉ nổi vài mùa rồi tắt ngúm, bật rằng thế nể phục Cristiano Ronaldo. Ở đây, không xét tới những đứa trẻ ngoan ngoãn từ trong trứng nước, chỉ bàn tới những cầu thủ có máu ăn chơi trong người. Hồi còn trẻ, Ronaldo cũng là một tay chơi thứ thiệt. Số chân dài qua tay CR7 có thể lên tới 70-80 người. Có những tuần vừa thi đấu xong, Ronaldo bắt máy bay vượt Đại Tây Dương sang tận Mỹ để vui thú. Chính một trong những lần này năm 2009 khiến Ronaldo dính vào scandal hấp diêm một cô gái ở xứ sở cờ hoa. Mọi người vẫn nói ngựa quen đường cũ, bản chất con người không bao giờ thay đổi. Một người vốn đã thích ăn chơi thì sẽ ăn chơi cả đời. Vậy tại sao Ronaldo có thể thay đổi? Đây thực sự là một câu hỏi chí mạng, cũng chính là thứ giúp Ronaldo vươn tầm lên một đẳng cấp khác, sánh vai với Lionel Messi. Tất cả những gì Grealish có bây giờ, Ronaldo có gấp 10 ở 15 năm trước. Nếu như Jack chỉ là bad boy nước Anh, thì Ronaldo là bad boy toàn cầu. Để theo con đường ăn chơi trác táng, Ronaldo có thừa điều kiện, nhưng cuối cùng vẫn là ý chí không thỏa mãn xâm chiếm cái đầu Ronaldo, chứ không phải là dục vọng. Ronaldo không cho phép mình chỉ như thế này thôi, không muốn chỉ trở thành một Luis Figo thứ hai của Bồ Đào Nha. Ronaldo muốn nhiều hơn, tham vọng nhiều hơn, dã tâm nhiều hơn. Có nhiều chuyên gia cho rằng Ronaldo may mắn vì có Messi làm đối thủ, làm động lực để cạnh tranh mỗi ngày. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi, đâu phải một mình Ronaldo đùa với Messi. Và vào lúc này, Grealish cũng đâu có thiếu những đối thủ để cạnh tranh. Đừng nói là giật mình với Haaland trẻ trung, sung sức. Ngay bây giờ, nếu nhìn vào lịch sinh hoạt của Ronaldo, Jack cũng sẽ khóc thét. Một lão tướng U40 còn có trách nhiệm với bản thân hơn một gã trai 28 tuổi. Đừng hỏi vì sao một bên là thiên đàng, còn một phía là địa ngục.